Trịnh Quỳnh gây lo lắng khi để lộ sức khỏe sau 4 tháng Phi Nhung ra đi, bật mí gia tài tri kỷ để lại. Vừa qua, Mạnh Quỳnh có buổi livestream trò chuyện với khán giả trên mạng xã hội. Một mình nam ca sĩ lên sóng để ca hát, tâm sự cùng mọi người. Đáng chú ý, giọng ca gõ cửa trái tim tiết lộ anh vừa trải qua một đợt ốm rất nặng. Không hiểu lý do vì sao, nhưng cứ vào tháng 12 đến tháng 1, sức khỏe Mạnh Quỳnh sẽ xuống dốc không phanh, có khi ốm đến nằm liệt cả tháng trời, không ăn uống nổi. Năm nay, tôi tưởng đâu đã thoát rồi, vì nguyên tháng 12 khỏe mạnh, không bị sao. Ai ngờ đâu đi hát show Giáng sinh về, tôi ngã bệnh. Năm đến 10 ngày mới khỏe lại được, Mạnh Quỳnh tâm sự. Nam ca sĩ thừa nhận, giọng hát của mình chỉ mới hồi phục lại được 60%. Tuy nhiên, vì thời tiết tại Mỹ lại mỗi nơi mỗi khác, nên việc chạy show liên tục khiến sức khỏe lẫn giọng hát của anh lại càng bị ảnh hưởng. Chỉ cần thay đổi một chút đã đủ khiến Mạnh Quỳnh bị cảm. Trong lần livestream lần này, Mạnh Quỳnh lại nhắc đến Phi Nhung. Đã 4 tháng nữ ca sĩ qua đời, nhưng sự ảnh hưởng của cô vẫn là rất lớn đối với những người ở lại. Tri kỷ của cô cho biết, sở dĩ anh cố gắng lên sóng là vì biết nhiều người đang muốn giải bày nỗi buồn sau khi giọng ca Bông Điên Điển qua đời. Một điều đặc biệt là kể từ khi Phi Nhung ra đi, Mạnh Quỳnh bỗng có thêm rất nhiều khán giả nhí. Họ xuất hiện ở những show diễn của anh, gọi bằng những danh xưng rất gần gũi như chú, bác, tía, ba, bố. Đây chính là gia tài quý giá nhất mà người tình sân khấu để lại cho nam ca sĩ. Mạnh Quỳnh kể lại, các bạn khán giả này, chị tầm tuổi con tôi, cỡ 15-16 tuổi. Từ đó tôi biết rằng Phi Nhung mất đi đã để lại cho tôi và nhiều nghệ sĩ khác một kho tàng khán thính giả nhỏ tuổi. Họ yêu thương Phi Nhung rồi lấy sang tôi. Họ là những thanh thiếu niên còn rất trẻ nhưng vẫn luôn yêu mến giọng nhạc quê hương chúng tôi hát. Các khán giả này gửi lại hình ảnh, clip cho tôi khiến tôi rất vui. Hiểu được nỗi lòng của khán giả, trước sự ra đi bất ngờ của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh cho biết anh vẫn thường nhắn nhủ họ rằng mẹ Phi Nhung đã ra đi thì các con cứ về bên chú Quỳnh sẽ cố gắng làm tất cả những gì để các con vui, dù có thể không bằng mẹ Phi Nhung được.